Cô thân ái chào mừng tất cả các em đến với khóa học tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn Các bạn thân mến, trong video ngày hôm nay, cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với chủ đề quê hương tươi đẹp. Bây giờ, trước khi bước vào bài học đầu tiên, các bạn sẽ cùng cô khởi động nhé. Trong phần khởi động này, chúng ta sẽ nói về một vài điểm khác biệt giữa ngày Tết ở miền Bắc và miền Nam theo gợi ý như sau. Thời tiết ở miền Bắc và miền Nam như thế nào? Cảnh vật ở miền Bắc và miền Nam ra sao? Về cây cối, hoa cỏ, đồ trang trí ngày Tết, vân vân. Con người ở miền Bắc và miền Nam làm gì vào ngày Tết? ngoài ra chúng ta sẽ có thể nói thêm những khía cạnh khác mà cho thấy sự khác biệt rõ rệt giữa ngày tết ở miền bắc và miền nam các bạn nhé bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần gợi ý của cô các bạn cùng quan sát lên màn hình miền bắc có thời tiết lạnh con người đa phần diện các trang phục mùa đông như áo khoác áo len áo dạ và tận hưởng không khí se se lạnh. Hoa Tết ở miền Bắc chủ yếu là đào. Miền Nam có thời tiết ấm áp quanh năm nên mọi người khi ra đường chơi Tết có thể ăn mặc thoải mái với nhiều phong cách. Hoa Tết ở miền Nam là hoa mai. Trong phần khởi động, chúng mình đã tìm hiểu về ngày Tết của miền Bắc và miền nam với nhiều sự khác biệt về thời tiết khí hậu con người đặc trưng đúng không nào mỗi vùng miền có một nét đẹp rất riêng tạo nên vẻ đẹp chung của đất nước hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về một bài học có nhắc đến vẻ đẹp của miền nam vào ngày tết bài học có tên nắng phương nam phần đầu tiên chúng ta sẽ đến với nội dung đọc các bạn cùng quan sát lên màn hình. Với bài tập đọc Nắng Vương Nam, các bạn sẽ sử dụng giọng người dẫn chuyện thông thả, giọng các bạn nhỏ vui tươi, hồn nhiên, tinh nghịch, và giọng của Vân thì tình cảm tha thiết. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ chú ý vào một số từ khó phát âm mà các bạn có thể đọc sai. Cô đã cho in màu trên màn hình. Ví dụ như từ Đông nghịch ríu rít, rạo rực, xoắn xuýt, sững sốt, rung rinh. Khi đọc, chúng ta cũng chú ý ngắt nghỉ ở những câu văn dài, ngừng nghỉ khi có dấu chấm, dấu vẩy hoặc là xuống dòng các bạn nhé. Bây giờ là thời gian để các bạn học sinh của cô tập đọc nào. Sau khi đã tập đọc, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô đọc bài tập đọc hôm nay các bạn nhé. Bài đọc Nắng Phương Nam Hôm nay đã là 28 Tết, chợ hoa trên đường Nguyễn Huệ đông nghịch người. Uyên cùng các bạn đi sửa rừng hoa như đi trong mơ. Đang ríu rít chuyện trò, cả nhóm bỗng nghe tiếng gọi. Nè, sắp nhỏ kia đi đâu vậy? Tưởng ai tế ra nhỏ vương, viên đáp. Tụi mình đi tìm chút gì để gửi ra Hà Nội cho Vân. Có phải Vân ở trại hè Nha Trang không? Phải đó, mấy đứa mới nhận được thư Vân sáng nay. Tết ngoài đó chắc là vui lắm. Vui nhưng mà lạnh dễ sợ luôn. Đây nè, mình đọc một đoạn thư của Văn nhé. Vừa nói, Tuyên vừa rút trong túi ra một tờ giấy. Hà Nội đang rào rực trong những ngày sắp Tết. Trời cuối đông lạnh buốt. Những dòng suối hoa trôi dưới bầu trời xám đục và làn mưa bụi trắng xóa. Viết hay quá, phải không? Ước gì chúng mình gửi cho Vân được ít nắng Phương Nam nhỉ? Huê nói. Điều ước của Huê gợi ra cho Phương một sáng kiến. Mình nghĩ ra rồi, cả đám trẻ nhao nhao. Gì vậy? Phương tủm tỉm. Tụi mình sẽ tặng Vân một vật ngoài Bắc không có. Vật gì vậy? Cả bọn xoắn xuýt. Một cành mai. Một cành mai. Tất cả sửng sốt rồi cùng kêu lên đúng một cành mai chợ nắng phương nam cả nhóm hớn hở quay lại đầu đường nơi một rừng mai vàng thắm đang rung rinh dưới nắng theo trần hoài dương trong bài đọc này chúng ta chú ý những từ ngữ sau những từ ngữ này các bạn cần hiểu nghĩa để đọc văn bản và trả lời các câu hỏi đầu tiên là đường nguyễn huệ đây là một đường lớn ở gần chợ bến thành thành phố hồ chí minh thứ hai là từ sắp nhỏ được hiểu là bọn nhỏ đây là cách gọi của người nam bộ thứ ba là từ xoắn xuyết nghĩa là quấn lấy bám chặt như không muốn rời thứ tư là từ sửng sốt nghĩa là ngạc nhiên tới mức ngẩn người ra ngoài ra chúng ta cũng cần chú ý đến một vài từ khác như là ríu rít nghĩa là tiếng nói chuyện vui vẻ hồn nhiên của các bạn nhỏ. Tủm tỉm nghĩa là cười mím môi. Từ nhao nhao nghĩa là rộ lên ồn ào ríu rít lên cùng một lúc. Lạnh buốt có nghĩa là rất lạnh, có cảm giác buốt đến tận xương. Và từ mưa bụi có nghĩa là mưa hạt nhỏ li ti như những hạt bụi. Bây giờ chúng ta hãy giúp cô thực hiện bài tập sau đây để ôn lại những kiến thức mà mình vừa được học nhé. Các bạn thân mến, để tìm hiểu nội dung của bài học, chúng ta sẽ đến với các phần như sau. Phần thứ nhất là cuộc nói chuyện của Sắp nhỏ, phần thứ hai là món quà gửi từ phương Nam. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần đầu tiên, cuộc nói chuyện của Sắp nhỏ. Theo các bạn thì các bạn nhỏ gặp nhau khi nào và ở đâu? Đọc đoạn đầu có thể thấy các bạn nhỏ gặp nhau vào ngày 28 Tết họ cùng nhau đi tham quan chờ hoa trên đường nguyễn huệ đúng không nào uyên cùng các bạn đi giữa rừng hoa như đi trong mơ đang ríu rít chuyện trò cả nhóm gặp phương các bạn ấy cùng nhắc đến vân một người bạn ở hà nội không chỉ thế các bạn ấy còn nhận được thư tay của vân mọi người hồ hởi đọc thư của bạn ấy trong thư vân kể cho các bạn nghe về tết ở hà nội đọc lại đoạn văn và cho cô biết vân kể những điều gì về hà nội những ngày giáp tết chính xác hà nội đang rào rực trong những ngày giáp tết trời cuối đông lạnh buốt những dòng suối hoa trôi dưới bầu trời xám đục và làn mưa bùi trắng xóa sau khi đọc thư của Vân, lúc này Huê ước gì tặng cho Vân được ít nắng phương Nam? Vì sao Huê lại ước như vậy? Huê ước có thể gửi cho Vân được ít nắng phương Nam vì nắng là nét độc đáo rất riêng của Tết phương Nam. Giống như tình cảm của các bạn miền Nam gửi ra miền Bắc với mong muốn vâng và những người dân miền Bắc cảm thấy ấm áp hơn trong những ngày giáp Tết. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về món quà gửi từ phương Nam. Điều ước của Huê gợi cho Phương một sáng kiến. Các bạn trong nhóm cũng rất đồng tình với sáng kiến này và chọn ra được món quà tặng cho Vân. Các bạn đã quyết định chọn món quà gì gửi cho Vân? Đúng rồi, các bạn quyết định chọn món quà mà miền Bắc không có, đó chính là cành mai để gửi cho Vân. Vì cành mai chở nắng phương Nam, mang một chút không khí ấm áp, tình yêu thương của các bạn miền Nam dành cho Vân đấy. Theo em thì Vân cảm thấy thế nào khi nhận được món quà của các bạn? Nếu là em, một người bạn ở ngoài Bắc nhận được tình cảm của các bạn trong Nam, chắc chắn sẽ cảm thấy vui sướng, hạnh phúc xúc động đến như nào, phải không? Và cô nghĩ rằng vẫn cũng như thế. Như vậy, vừa rồi chúng mình đã cùng nhau tìm hiểu xong bài tập đọc Nắng Phương Nam nội dung của bài tập đọc này đó là tình cảm yêu thương gắn bó của các bạn nhỏ ở miền nam dành cho các bạn thiếu nhi ở miền bắc qua đó chúng ta cũng thấy được vẻ đẹp và không khí tuyệt vời của cái tết ở mọi miền đúng không nào như vậy phần tổng kết nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc video bài học ngày hôm nay của cô trò chúng ta bài học nắng phương nam vẫn còn rất nhiều nội dung bổ ích thú vị đằng sau chờ đón các bạn xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong video tiếp theo nhé